Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa TV iMusic. Hiệu TV này cũng lạ lắm đúng không các bạn? Hiện tượng của TV là có tiếng mà không có hình nha các bạn. Rồi, bây giờ mình cùng mở ốc ra để sửa. Và đã mở ốc xong, bây giờ mình sẽ mở cái nắp lưng ra. Thì nắp lưng nó có sợi dây cáp cắm tiếng và cắm cái dàn nút điều khiển nha các bạn. Ở những TV phân khúc giá rẻ như Asanjo hay iMusic hay Nanomax thì đa số mất hình có tiếng là do sử dụng một thời gian bị đứt bóng LED nha các bạn. Và bo mạch thường sử dụng bo Trung Quốc, cũng gồm có nguồn và cao áp và xử lý tín hiệu các bạn nha. Và ở đây mình đã đo cao áp rồi các bạn. Cao áp vẫn đầy đủ các bạn nha. Và theo mình thì TV này nó bị đứt bóng LED đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở máy ra để mình đo LED nha các bạn. Và trước tiên mình sẽ tháo cho dây cáp cắm lên màn hình. Và tiếp theo các bạn sẽ gỡ cái băng keo nó dán cái banner này nè các bạn, nó dán lên cái vỏ của cái tivi nè. Các bạn phải gỡ nhẹ nhẹ ra, vì các bạn gỡ mạnh là nó sẽ lột luôn cái banner, nó hư cái đường mạch lên trên cái màn hình, rất là nguy hiểm nha các bạn. Rồi ở bên đây mình cũng lột nhẹ nhẹ miếng băng keo ra các bạn nha. Các bạn phải hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng các bạn nha. Ở phần này tuy nó đơn giản nhưng nếu chúng ta sơ suất một chút là nó gây ra thiệt hại rất lớn đó các bạn, nên các bạn phải gỡ từ từ và nhẹ nhàng. Và ở những tivi giá rẻ này các bạn, thường cái banner này nó dán keo hai mặt vô cái vỏ máy, nên các bạn sẽ dùng con dao các bạn rạch bỏ nó đi. Các bạn phải giữ lại và rạch bỏ cái keo hai mặt đi. Rồi mình sẽ dán tạm lại vào cái máy để nó giữ cho nó đừng có lật ra. Rồi tiếp theo mình sẽ mở mấy con ốc khuôn viền ra. Sau khi mở khuôn viền xong, các bạn sẽ nạy nhẹ nhẹ cái khuôn viền ra. Vì cái khung này tuy bắt ốc ở mặt sau nhưng ở trong giữa nó cũng có những cái gờ bằng nhựa để nó gài vào cái khung của tivi nha các bạn, nên các bạn cậy nhẹ nhẹ và tách nó ra. Một cái lưu ý tuy nó đơn giản thôi nhưng các bạn phải để ý là các bạn đưa cái mũi dao hay cái mũi vít dẹp nào đó, các bạn nạy cái này ra thì các bạn đưa nó cạn thôi nha, các bạn đừng có đưa sâu vào quá. Sâu vào quá có đôi khi nó đụng vào cái mí của màn hình, nó sẽ bị mẻ cái mí là nó bị sập quá nha các bạn, nên các bạn chỉ để cái mũi nó miếm miếm ở ngoài các bạn nạy ra thôi. Đó, các bạn để miếm tí xíu thôi, rồi các bạn nạy ra. Rồi, mình đã nạy ra cái khuôn viền rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ khuôn viền qua một bên. Và tiếp theo là các bạn sẽ xoay cái mặt có cái banner màn hình nó về hướng mình nha các bạn. Và các bạn dùng hai miếng băng keo. Ở những video trước mình cũng có hướng dẫn các bạn làm hai miếng băng keo giống như vậy. Trước khi gỡ cái màn hình lên, các bạn lật cái banner màn hình lên trên cái màn hình luôn. Và các bạn dán hai miếng băng keo cho nó giữ cái banner dính trên màn hình luôn, để nó không có lúc lắc đưa qua đưa lại nha các bạn. Vì các bạn không dán băng keo thì cái miếng banner này nó sẽ lúc lắc, nó vướng và nó đôi khi nó sẽ bị đứt cái đường mạch lên cái màn hình, rất là nguy hiểm. Và đối với những tivi giá rẻ này các bạn, cái màn hình thường nó hay dán băng keo hai mặt vào cái khung sắt của cái vỏ nha các bạn. Nên các bạn đừng có vội mà tháo mạnh lên, mà các bạn phải dùng mũi dao các bạn nhích thử. Đó, nó hay dán mé trên này nè các bạn và mé dưới này. Các bạn phải dùng cái miếng gì mỏng hoặc mũi dao, các bạn tách nhẹ 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 xem nó có dán keo không.
Nếu nó có dán keo thì các bạn phải tách hết cái lớp keo ra rồi các bạn mới dỡ lên. Rồi, mình đã tách cái lớp keo hai mặt dán vào rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bưng cái màn hình này mình bỏ qua một bên các bạn nha. Rồi, tiếp theo mình dùng dao, mình sẽ cậy nhẹ cái khung viền này lên các bạn. Cái khung viền này nó sẽ đè cái lớp giấy cho ngay và nó sẽ là cái khuôn để nó giữ cái màn hình nữa các bạn. Vì vậy khi các bạn tháo ra, các bạn ráp lại, các bạn cũng phải hết sức cẩn thận ráp cho nó ngay ngắn, nếu nó nghiêng thì rất là ảnh hưởng tới cái màn hình nha các bạn. Rồi mình đã tháo cái khung viền này ra rồi các bạn, và bây giờ mình tháo luôn cái lớp giấy ở trên ra. Đó, đây là tới cái phần bóng đèn led rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ 6 con ốc nhỏ này ra. 6 con ốc này nó vừa giữ led và nó vừa giữ cái miếng giấy này chung luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lột cái miếng giấy cuối cùng ở dưới này ra luôn các bạn ha. Rồi, đây là phần đèn led của tivi. TV này nó cũng sử dụng hai thanh led cong giống như thanh led của TV Nano Max mà mình đã hướng dẫn cho các bạn ở những video trước. Và bây giờ mình sẽ gỡ cái chấu cắm này ra, mình sẽ gỡ hai thanh led ra, mình đo cái bóng led xem nó có bị đứt không các bạn nha. Ở những thanh led cong này thường nó sử dụng 6V nha các bạn. Các bạn có thể dùng những cái bộ nguồn chảo hoặc nguồn đĩa hoặc là cái nguồn sạc điện pin cũng được các bạn. Nó có nguồn ra 5V là các bạn đo được rồi. Tuy led 6V nhưng các bạn đo 5V nó cũng sáng các bạn nha. Đó, mình chấm vào thì nó đã sáng một cái bóng đầu tiên rồi đó các bạn. Và các bạn quan sát kỹ trên thanh led nào nó cũng có những cái điểm để mình thử các bạn. Đó, các bạn sẽ chấm những cái đầu dây điện 5V vào những cái điểm thử này thì cái bóng đèn sẽ sáng. Thì các bạn phải chấm đúng cộng trừ nha. Nếu mà không đúng cộng trừ các bạn chấm ngược lại. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Đó, mình chấm ở đây là cái bóng đầu tiên sáng. Rồi mình sẽ rút lên đo cái bóng thứ hai các bạn ha. Các bạn chỉ dời cái điểm thử thôi, vẫn để chiều cộng trừ y như vậy. Và bóng thứ hai là không sáng rồi các bạn. Như vậy bóng thứ hai là đã bị đứt. Rồi bây giờ mình sẽ kéo lên mình đo tiếp cái bóng thứ ba. Và mình vừa đo bóng thứ hai cũng không sáng rồi các bạn. Bây giờ mình đo bóng thứ ba cũng không sáng luôn các bạn nha. Vậy là bóng thứ hai với bóng thứ ba đã bị đứt rồi các bạn. Đó, bóng thứ hai và bóng thứ ba đã bị đứt. Rồi, tiếp theo mình sẽ đo tiếp. Đó, bóng này sáng rồi nè các bạn. Rồi, tiếp theo bóng này cũng sáng luôn. Và bóng cuối cùng. Cuối cùng vật cũng sáng luôn các bạn nha. Như vậy cái thanh led này mình đo là nó bị đứt hai bóng các bạn. Và bây giờ mình đo cái thanh led thứ hai các bạn ha. Thì cái thanh led thứ hai này các bạn đo cũng tương tự như cái thanh led đầu tiên. Các bạn cũng chấm hai cái dây nguồn cộng trừ vào cái điểm thử và bóng đầu tiên đã sáng rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kéo lên đo cái bóng thứ hai. Rồi cũng sáng luôn các bạn ha. Rồi và bóng thứ ba cũng sáng luôn các bạn. Rồi tiếp theo bóng thứ tư cũng sáng luôn các bạn và bóng thứ năm cũng sáng luôn và bóng cuối cùng cũng sáng luôn các bạn. Như vậy là cái thanh led thứ hai này không có đứt bóng nha các bạn. Và đây là hai thanh led mới mình vừa mua về nè các bạn. Mình so sánh với cái thanh led cũ thì nó tương đương y như nhau luôn các bạn nha. Nó chỉ xê xích những cái bóng ở hai cái bóng đầu ở bóng cuối các bạn, nó xê xích nhau chút xíu thì cũng không sao nha các bạn. Và mấy cái lỗ bắt ốc nó cũng vẫn ngay luôn các bạn.
Như vậy là rất là tốt rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp hai cái thanh LED này vào. Thì nó có cái lỗ của thanh LED cũ sẵn hết rồi. Các bạn chỉ canh cho nó ngay vào những cái lỗ để bắt ốc là được các bạn nha. Đó, nó có những cái lỗ ốc tròn tròn này các bạn. Các bạn canh ngay là được. À, đầu cắm dây cao áp này nó cũng trùng với lại cộng trừ của thanh LED cũ các bạn. Còn nếu như nó không có trùng đầu cộng trừ, các bạn phải đảo dây để cộng trừ cho nó đúng với thanh LED cũ các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái miếng giấy nền lên. Mình sẽ ấn những cái đầu két cho nó lú lên nha các bạn. À, đôi khi cái vị trí của những cái đèn LED nó sai so với cái cũ thì nó xê dịch chút xíu, mình cũng ép cho nó vào luôn các bạn nha. Mình ấn mạnh cho nó vào là được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt 6 con ốc lại cho nó giữ thanh LED và cái giấy nền này lại. Check the mic and make sure it sound right, boys. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái nắp lưng lại để mình thử, vì cái dây loa và cái dây cắm bấm nút nguồn nó nằm ở cái nắp lưng các bạn nha. Đó, nguồn đã bấm lên đèn xanh rồi các bạn. Rồi LED đã sáng rồi các bạn nha. Mình đã thử một chút coi nó có ổn định không nha các bạn. Như vậy là LED đã ổn định và bây giờ mình lắp tivi vào. Trước khi lắp màn hình lên, các bạn phải canh cái khung khung viền ở dưới đó các bạn cho nó ngay ngắn rồi mình mới bỏ cái màn hình lên. Và nếu cái màn hình có bụi ở trong đó, thì các bạn quét bụi cho sạch. Ở bốn cái góc các bạn phải để cho nó lọt vào cái khung ngay ngắn, không để kê. Nếu các bạn để nó kê lên thì các bạn đẩy cái khung viền vào, nó sẽ bị cấn và nó bị sọc cái màn hình ở bên hông và bên dưới. À, sau khi canh màn hình ngay ngắn, các bạn lột cái băng keo của cái banner hồi nãy mình dán lên cái màn hình đó các bạn. Rồi mình sẽ lòn nó xuống dưới và mình dán vào cho nó dính vào cái khung máy tạm thời các bạn nha. Khi đã bỏ miếng banner xuống dưới và màn hình ngay ngắn, chúng ta sẽ ráp cái khung viền vào. Cái khung viền này các bạn chỉ canh cho nó ngay và các bạn bóp nó vào thôi. Vì ở trong giữa nó có những cái gờ nó móc vào cái sườn của cái vỏ tivi. Và các bạn chưa nên úp xuống, các bạn nên bắt bốn con ốc ở bốn góc cho nó giữ chặt cái khung viền rồi các bạn hạ úp xuống thì cái màn hình nó không có bị lỏng nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ lắp dây cáp màn hình vào và mình lắp mặt sau tivi vào, mình cắm điện mình thử. Ok, như vậy là iMusic đã lên và bây giờ mình cho tín hiệu vào thử. Và mình đã cho TV chạy thử một chút thì nó rất là ổn định nha các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. It sound right, boy.